quý vị, trong không khí cả nước tưng bừng đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vào chiều ngày 28 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chương trình Ngày hội công nhân đón chào xuân mới 2024 và tặng quà đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị sẵn sàng tổ chức các hoạt động văn hóa, có phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm, hàng hóa phục vụ người dân đón Tết. Đặc biệt, Thanh Hóa đã dành hơn 60 tỷ đồng thăm hỏi tặng quà hơn 188.000 người có công với cách mạng, dành 30 tỷ đồng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, huy động từ nguồn xã hội hóa với tổng trị giá 227 tỷ đồng, tặng quà đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chung vui cùng công nhân tỉnh Thanh Hóa trong chương trình Ngày hội công nhân đón chào xuân mới 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng chứng kiến niềm hân hoan thể hiện trên nét mặt của mỗi người, mỗi nhà và trên khắp quê hương Thanh Hóa. Thông tin về tình hình đất nước, Thủ tướng cho biết, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng hàng năm chúng ta vẫn dành một nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai tích cực và phát huy hiệu quả. Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa tiếp tục triển khai tốt các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu. Thường xuyên làm tốt hơn nữa việc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao vật chất và tinh thần của người dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo, tạo phong trào xu thế, để người dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát triển văn hóa, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, trong đó nguồn vốn quý nhất là con người. Trước mắt, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa tích cực tham gia, ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ các lực lượng để hoàn thành việc xây dựng đường dây điện 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình tới phố nối Hưng Yên đúng tiến độ. Thủ tướng cũng ghi nhận đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân. Mong muốn Thanh Hóa tiếp tục quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là khi Tết đến xuân về, để không ai không có Tết, rà soát, quan tâm chăm lo để mọi người dân trong tỉnh đều được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng nhấn mạnh dịp Tết đến xuân về, mùa lễ hội, bên cạnh những nét đẹp cần phát huy, Thanh Hóa phải đảm bảo văn minh lịch sự, an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí, chống tiêu cực, tránh mê tín dị đoan. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Thanh Hóa tập trung xây dựng thị trường lao động, việc làm ổn định, linh hoạt, đa chiều, bền vững và hội nhập, xây dựng và phát triển hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững. Đặc biệt quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp, xóa nhà dột nát để người dân an cư, lạc nghiệp, đảm bảo mọi người dân tiếp cận công bằng về hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, môi trường, đảm bảo an ninh an toàn để người dân có một cái Tết trọn vẹn, sum vầy. Chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, Thủ tướng chúc cán bộ, anh chị em, công nhân, người lao động và toàn thể cán bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa sức khỏe, an lành, thành công và hạnh phúc. Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Thanh Hóa. Tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, báo cáo với người về thành tựu đất nước trong năm 2023. Các đại biểu nguyện đoàn kết phấn đấu xây dựng đất nước ngày một hùng cường thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no hạnh phúc.